Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hồng Yên Hoàng Trần Thủy trở lại với quý vị và một nhân vật có thể nói lừng lẫy nổi tiếng ở New York và cả thế giới luôn nữa. Bởi vì đây là nhân vật ông từng là thị trưởng New York vào thời kỳ vụ tấn công khủng bố 9/11. Và ông là một người xông xáo. Trước đó nữa, ông làm công tố viên của New York, luật sư của New York, thị trưởng New York, là lừng lẫy vô cùng. Cho đến khi mà xảy ra cái biến cố bầu cử của nước Mỹ. Sau đó thì chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi quý vị, tên tuổi của ông bị chôn vùi. Chôn vùi ở đây đó là ông tiếp tục đưa ra những cái lời cáo buộc bênh vực Tổng thống Trump về cái tiến trình gọi là gian lận bầu cử tại nhiều tiểu bang. Thì ông đại diện cho Tổng thống Trump trong cái nhóm đại diện luật sư để nói rằng cần phải xét lại, cần phải cứu xét lại cái kết quả bầu cử Pennsylvania, Georgia, nói chung là những tiểu bang mà Tổng thống Trump thua ông Biden. Thế nhưng khi mà xuất hiện ở ngoài công chúng và có những máy thâu rồi tin tức đó, bởi vì đây là một cái chuyện rất lớn của nền chính trị Mỹ, cho nên tất cả những lời tuyên bố của người luật sư và thưa quý vị, ông không phải là một người bình thường đứng ra chỉ bảo vệ bênh vực Tổng thống Trump. Cái chuyện đó không ai nói cả. Ông họ muốn nói gì thì nói. Nhưng mà ông là người luật sư. Và khi xuất hiện ở ngoài tòa trước mặt thẩm phán đó, những cái lời của ông đưa ra đó, và những cái chi tiết trước đó được đưa ra, dữ kiện được đưa ra, tòa sẽ xét lấy. Và thưa quý vị, ông liên tục, chúng ta cũng nhớ là trong cái thời gian mà sau bầu cử đó, thì ông liên tục đưa ra những cái cáo buộc vô cớ. Và cái hậu quả đó là ông đã bị kiện, tiểu bang New York kiện, trong đó có công tố viên và các luật sư kiện lên tòa để yêu cầu rút bằng hành nghề luật sư của ông. Lý do, người luật sư không thể nói láo được, mà nói láo ở đây đó là không có bằng chứng đi kèm. Cái khổ của ông Rudy Giuliani đó thưa quý vị, ở ngoài trong các cuộc họp báo đó, thì ông huênh hoang ghê gớm lắm. Rồi trong đơn kiện cũng thế nữa, ông cũng ghi rõ những cái chi tiết tại sao ông muốn kiện cái kết quả bầu cử. Thì những cái chi tiết đó ông đưa ra, nó trở thành những cái lời cáo buộc quay ngược trở lại với ông. Và ngày hôm qua, sau một thời gian nghiên cứu về các hồ sơ nhắm vào ông cựu luật sư của Tổng thống Trump, Tòa Tối cao Pháp viện của New York đồng ý để rút bằng hành nghề luật sư của ông Rudy Giuliani. Và họ đưa ra rất nhiều các dữ kiện để mà họ chứng minh tại sao họ phải rút bằng này. Trong đó có những cái lời cáo buộc của ông không đúng sự thật, thưa quý vị. Thí dụ như ở Pennsylvania, ông Rudy Giuliani nói đó, là cái phiếu bầu khiếm diện gửi ra đó thì ít, mà nhận về thì rất là nhiều. Có nghĩa là cái số người bầu khiếm diện đó không tên không tuổi mà cũng được tiểu bang Pennsylvania tính vào, và đó là lý do tại sao cái kết quả bầu cử đó, cái số bầu khiếm diện nó vượt quá trong những năm trước và đã mang lại cái phần thắng cho ông Biden. Nhưng tòa tối cao pháp viện sau khi theo dõi lại toàn bộ các dữ kiện về phiếu bầu của ủy ban bầu cử tiểu bang đưa lên, mà không chỉ riêng với Pennsylvania nữa, Michigan, Georgia, vân vân, thì họ thấy rằng không hề có bất cứ một cái sự sai phạm nào. Và vì thế, ngay cả khi ông luật sư Rudy Giuliani xuất hiện trước tòa và đưa ra những cái lời cáo buộc này đó, khi mà tòa hỏi lại đó, ông không có bằng chứng, thưa quý vị.
Tuy nhiên đây chỉ là cái án tạm thời thôi. Họ nói rằng trong vòng 20 ngày ông vẫn được quyền, nghĩa là kiện cáo để yêu cầu là chống lại cái phán quyết của Tòa Tối cao Pháp viện. Thế nhưng đối với các chuyên gia đó thì họ nói cái chuyện mà chống lại cũng khó lắm. Ông phải chứng minh với tòa đó, mà tòa này là Tòa Tối cao Pháp viện với ba vị quan tòa đó, là cái phán quyết của tòa là sai. Làm sao mà chứng minh được cái điểm đó trong khi tòa đã phán quyết là ông đã vi phạm rồi. Cho nên chỉ có một cách là làm thế nào để tìm ra được cái lỗi lầm của trong cái phán quyết của tòa thì ông mới hy vọng là cái bằng hành nghề của ông không có bị rút đi. Sáng ngày hôm nay xuất hiện trước báo chí lần đầu tiên sau khi ông im lặng trong ngày hôm qua thì ông Rudy Giuliani nói rằng cái lý do mà ông bị rút bằng hành nghề bởi vì ông đã đứng ra biện minh quá tốt đẹp cho Tổng thống Trump, cho nên ông đã bị tấn công trả lại. Thưa quý vị, ông vẫn tiếp tục khoác lác vào sáng ngày hôm nay. Ông nói rằng ông là một người luật sư tài giỏi và ông hùng hồn chứng minh được những gì ông nói. Rất tiếc là không có thuyết phục được với quan tòa. Và tiếp tục với những bản tin địa phương thì thưa quý vị, một sở cảnh sát ở tại thành phố có cái tên là Rock Hill thuộc tiểu bang South Carolina, họ đang bị cộng đồng người gốc Phi Châu ở đây đó biểu tình đã 2 đêm liên tục rồi, sau khi mà có một cái chuyện đó là cảnh sát trong lúc mà bắt giữ hai người này là gốc Phi Châu thì bị người dân ở xung quanh đó họ quay lại được, thì người dân họ tố là cảnh sát đã sử dụng vũ lực quá mức cũng như là kỳ thị hai cái người đàn ông gốc Phi Châu này, cho nên trong lúc bắt giữ đó đã có hành vi đánh đập rồi dùng súng taser vân vân. Thì đây chỉ mới là một cái đoạn video do người dân họ quay lại thôi, còn phía cảnh sát đó thì họ chưa có release những cái body camera của cảnh sát, nhưng mà nhìn theo những cái đoạn video này đó thì cái việc mà cảnh sát sử dụng bạo lực quá mức có vẻ như là không có đủ chứng cứ thôi quý vị. Thì chuyện xảy ra là vào hôm thứ Ba ngày 22 tới tháng 6, theo như cảnh sát đó là họ một team làm việc cho cảnh sát gọi là Violent Crimes Unit đó thưa quý vị, cùng với những cái agent từ Bộ Nội an và những người cảnh sát của Rock Hill, họ đang theo dõi ông Ricky Price. Ông này đó là vốn đang bị tất cả các cơ quan này họ theo dõi vì dính tới những cái tội chẳng hạn như là buôn bán cần sa ma túy, sở hữu vũ khí bất hợp pháp rồi rửa tiền vân vân. Cho nên vào buổi trưa ngày hôm đó đó họ theo dõi, và khi mà ông này ổng lái xe sang lên, thứ nhất không mở đèn rồi chạy tùm lum thưa quý vị, thì họ có cái cớ họ bắt giữ. Thì ông Ricky Price này ổng đã tấp vào trong một cái cây xăng như quý vị thấy đó. Nhưng mà khi mà tấp vào, ổng không có bước ra theo như lời cảnh sát yêu cầu, mà tựa trong xe, ổng dùng cell phone, ổng gọi cho người anh trai của mình là Travis Price, nói là ổng đang bị cảnh sát bắt ở đây, yêu cầu người anh đến để mà chắc sợ bị đánh đập hay sợ bị bắn hay sao đó, thì cái lời của ổng nói. Thì bắt đầu trong lúc mà ổng chờ người anh đến đó, ổng nhất định ổng không ra khỏi xe, cho nên là lực lượng cảnh sát đó họ mới dùng vũ lực một tí, họ đập cửa xe vân vân, họ lôi ổng ra. Thì lúc này đó người anh cũng đã đi đến rồi thưa quý vị. Thì như bắt đầu cái đoạn video mà cái người nhân chứng bả quay được đó, thì hai ông này đó không có chịu mà nghe theo phía cảnh sát để yên cho họ bắt giữ đâu, mà họ chống cự rất là dữ dội. Thì trong lúc mà dọc chống cự đó, cả hai cũng đã vài lần đấm vào mặt của những người cảnh sát, cho nên một khi mà đã đấm vào mặt cảnh sát đó thì họ có cái quyền là họ dùng vũ lực để mà áp chế lại. Như quý vị cũng thấy là cảnh khuyển của cảnh sát cũng đã được gọi đến, bởi vì trong xe của ông Ricky Price đó, họ tìm thấy mấy bao cocaine rồi một cây súng mà ông này ông không có giấy phép sở hữu. Rồi chưa kể đó là người anh khi mà đến đó thì cũng nhào vào cảnh sát yêu cầu thả em mình ra. Cho nên là cảnh sát họ không có để yên như vậy. Nhưng mà cảnh sát họ khẳng định là trong suốt cái quá trình này đó, họ không hề dùng súng taser bắn hai người này, và cảnh khuyển cũng không có được yêu cầu cắn nữa. Nhưng mà cái người mà nhân chứng trong lúc mà quay đó bả liên tục nói vào cái video là cảnh sát dùng súng taser bắn
và đã đánh đập, thì đương nhiên là có đánh cái ông Travis Pride, cái người mà giọng vào mặt của cảnh sát. Thì chúng ta quay được, thấy được là một người đã đấm vào mặt cái ông này hai lần thôi quý vị. Thì bây giờ đó, cái ngay sau khi mà cái đoạn video nó lan truyền, thì những người của người dân gốc Phi Châu, cộng đồng ở đây, họ đã biểu tình liên tục hai đêm thưa quý vị, và họ đốt phá một số nơi nhằm tạo áp lực. Thứ nhất là yêu cầu sở cảnh sát là phải release ra những cái body camera để chứng minh là cảnh sát không dùng vũ lực với hai người này. Và thứ nhì nữa là họ yêu cầu phải sa thải hai cái người cảnh sát đã đấm vào mặt hai anh em này. Tuy nhiên phía sở cảnh sát họ nói là họ có đầy đủ body camera, nhưng mà họ sẽ đưa cho gia đình của hai người này xem trước và những cái thủ tục cần thiết, và rồi sẽ đưa ra cho công chúng xem. Và họ yêu cầu người dân là không có kích động và không có lợi dụng cái chuyện này để mà đi biểu tình rồi đốt phá nhà của người dân ở trong cái vùng này. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.